Thưa quý vị và các bạn, phân bón chiếm khoảng 50% chi phí đầu vào trong trồng trọt và là yếu tố quyết định năng suất chất lượng nông sản. Tuy nhiên, thị trường phân bón diễn biến phức tạp, tình trạng sản xuất và kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành nông nghiệp nói chung. Theo tính toán sơ bộ của ngành nông nghiệp, phân bón giả và kém chất lượng làm cho nước ta tổn thất 2,6 tỷ đô la Mỹ một năm và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến 16 triệu dân Việt Nam. Trong đó 2/3 là sống nhờ nông nghiệp. Nông dân đã khó khăn như thế rồi mà tiếp tục lại cái loại phân bón này thì lại khó khăn, lại trồng chất khó khăn. Nguyên nhân của nông dân bỏ ruộng cũng chính là một phần là làm ăn không hiệu quả. Mà không hiệu quả thì rõ ràng là từ phân bón. Và đồng thời nữa là nếu mà chúng ta giải quyết tốt đấy thì rõ ràng ấy, là giúp bà con nông dân sản xuất với cái gì? Với cái sản lượng nó được tăng lên. Sản lượng, nó chất lượng, nó đảm bảo cái an toàn, nói không với thực phẩm bẩn. Nhắm vào tâm lý của người nông dân, các đối tượng sản xuất và kinh doanh phân bón giả, nhái và kém chất lượng thường nhắm đến những thương hiệu uy tín để vi phạm. Trước đây thì các cơ sở làm giả phân bón thao như là chúng tôi đã phát hiện ở Hòa Bình, ở Thanh Hóa, ở Bắc Giang. Nhưng hiện nay vẫn nạn phân giả thì nó cũng không nguy hiểm lắm bởi vì là khi sản xuất phân giả thì hiện nay theo pháp luật nhà nước là xử lý rất là nghiêm. Do vậy các đối tượng hiện nay là chuyển sang là làm phân nhái, phân kém chất lượng. Đối với Spectrum Thao chúng tôi là cái vấn nạn là phân nhái là nó họ sản xuất, những cơ sở họ sản xuất phân bón giống y hệt của Lâm Thao. Còn rồi 3-8 tiếng quốc gia có ngang lành lặn nhưng mà tình hình phân bón giả cũng phân bón kém chất lượng là không hạn chế được. Mà ngày càng phát triển tinh vi hơn và cộng với là cái lực lượng bảo kê lẻ ít nhóm nó gây rất khó khăn cho cái việc mà kiểm tra tác nghiệp về kiểm tra phân bón. Đây là một cái tệ nạn khủng khiếp, có thể nói là một sự giả mang. Những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có nhiều đợt kiểm tra chất lượng phân bón được sản xuất và lưu hành trên thị trường. Và kết quả phát hiện gần 50% số mẫu phân bón không đạt chỉ tiêu chất lượng như là đăng ký và công bố trên bao bì. Không chỉ gây thiệt hại về tiền, phân bón giả còn để lại những hậu quả to lớn về sức khỏe con người và môi trường, cũng như là sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Thì phân bón giả đã làm cho mùa màng thất bát, làm cái giảm cái thu nhập của người nông dân, giảm cái chất lượng của cái sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay sản phẩm đất nước ta là đất nước nông nghiệp, thì chúng ta có hai cái nhu cầu là tiêu thụ trong nước và một cái nhu cầu rất là lớn là xuất khẩu. Vậy thì với phân bón giả, nó làm cho cái chất lượng nông sản kém đi. Bản thân người nông dân Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam đã bị gây thiệt hại cho người dùng Việt Nam. Nhưng cái nguy hiểm hơn, nó làm cho cái việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam không thể cạnh tranh được với các nước. Cái quan trọng nhất hiện nay qua theo dõi thì phân bón giả, phân bón kém chất lượng không rõ nguồn gốc thì theo đánh giá các địa phương là gây nguy hại nhất lớn cho cái chất đất, cái môi trường của chúng ta mới là quan trọng. Ví dụ như là cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng mà đưa vào để chăm sóc cây, cái dư lượng dư thừa ra nó sẽ đẩy xuống, không những ảnh hưởng đến đất để các vụ mùa tiếp theo rồi nhưng lại còn đào thải qua môi trường nước. Vấn nạn phân giả, phân nhái, phân kém chất lượng là vấn đề nhức nhối, không những làm đau đầu các cơ quan quản lý nhà nước mà làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người nông dân và làm mất uy tín thương hiệu của những nhà sản xuất phân bón chân chính. Việt Nam có tổng diện tích đất tự nhiên là 33 triệu hectare. Trong đó, tổng diện tích canh tác nông nghiệp của Việt Nam ước đạt 13 triệu hectare. Nếu tính trung bình phân bón giả gây thiệt hại mỗi hectare là 200 đô la Mỹ, thì mỗi năm ngành nông nghiệp Việt Nam thiệt hại tới 2,6 tỷ đô la Mỹ. Đó mới là tính đến việc năng suất cây trồng bị mất đi, mà chưa tính đến thiệt hại các vụ sau vì cây ăn phải phân bón giả thất thu năng suất ở các vụ kế tiếp hoặc có thể chết hàng loạt.